Bây giờ ai cũng biết đó là chị Linh nói là thấy anh sao mà nhát quá, không biết hồi xưa sao mà mấy anh em sao mà cua em này hay vừa quá hay chứ. Thôi bây giờ mình lên một ngọn đèn chút xíu nữa để mình làm cái bánh sinh nhật.